gửi lời thăm. Gió mùa hè qua kéo lòng thổn thức, con trăng này rưng rưng giòn sầu thương. Mái nhà tranh đêm thu đèn leo lét, có ai buồn thao thức bên chợ khuya. Tiếng đàn kìm tháng giang mùa nước nổi, tương tư chàng bóng trắng chỉ mình. Lục bình trôi nổi, nắng trưa quá đổi, theo ngọn trầu xanh ai nở sao đành xuống dần cô giả cổ hoài la. Điệu buồn trăng trở, tiếng ru nức nở, bên chợ đỏ qua ai đã xa nhà. Em chờ, bác bác chàng ơi. Thưa quý vị, và đội B Phục Hưng với bài Chim Trắng Mồ Côi, xin mời. Tình anh như đứa con sông dài, con nước về cho cây lúa cho ô bông. Tình em như lúa xanh trên đồng, cây lúa chờ ngày mùa đơm bông. Chiều quê hai đứa hay vui đùa, em cánh cò anh chim cháo mồ côi. Phù sa dung đắp chia đôi bờ, anh bên bồi em bên lỡ mong chờ. Dương nghe câu mãi đầy nhớ điều lý tình ta, ngần nga cũng chờ nhau khi mùa lúa chín sẽ đón đưa nhau. Trăng sắp tàn trôi sẽ nơi bến đầu, chim sáo bay sao mãi không về, anh vẫn chờ em nơi đây bến lỡ, ngồi nhớ thương em câu hát mong chờ. Thương chim quyên nức nở, thương con cá rô trên đồng. Ngày chim trắng mồ côi, ai còn ai đón ai nhớ mà mong. Lúa thơm đã chín chín lâu rồi, mà bấy lâu em chưa ghé về thăm. Ơi, chim sao mồ côi, chim sao mồ côi, em thương mà em đợi đêm trắng cò thẳng nghe tai tai tê lòng. Ngồi nhớ em anh ngó ngó lên trời, chim sao không về cánh cò mồ côi. Em nhớ anh nhiều sao phụ tình em. Ngồi nhớ lên em nhớ ngó lên trời, chim sao không về cánh cò mồ côi. Em nhớ anh nhiều sao phụ tình em. Thưa quý vị, 60 thành viên
phải rèn luyện rất nhiều để có thể phân định bình chọn cho đội nào. Xin mời các bạn cầm bàn phím và bắt đầu bình chọn cho vòng thi hát dân ca. Xin mời. Thưa quý vị và các bạn, và đội bánh mật rất bất ngờ kết hợp giữa áo bà ba và áo dài thành trang phục của mình. Nhìn phía trước tưởng áo bà ba, nhìn phía sau là áo dài. Và đã được các cổ động viên bình chọn trong vòng thi này là 32 điểm. Chúc mừng! Và đội Phục Hưng với số điểm được bình chọn là 28 điểm. Chúc mừng! Thưa quý vị, chúng ta vừa trải qua vòng thi hát dân ca. Xin cảm ơn sự chú ý của quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đang đến với vòng thi chính thức ca dao tục ngữ. Và cô ấy đã biết rằng là Siêu Black chỉ có cao 1m1 thôi, cho nên là không thể nào múa được. Cho nên là Siêu Black lại chọn một cái nghề khác, cũng là âm nhạc nhưng mà là chơi guitar. Chơi guitar. Và sau đó thì Siêu Black không nghĩ là ca sĩ, mà sau đó là Siêu Black lại đi học tổng hợp ngoại ngữ để làm thông dịch viên, chứ không phải là ca sĩ. Và sau khi năm học lớp 6, bắt đầu từ đấy Siêu Black lại hát. Và hát, khi mà mình hát thì mình không nghĩ rằng mình theo. Nhưng mà sau khi học xong 12 thì Siêu Black lại thấy hát vui quá, mà lại được các bạn kia như vỗ tay. Nói chung là các bạn cùng trang lứa vào lúc đấy thì người ta ủng hộ Siêu Black, và Siêu Black từ đó trở thành ca sĩ cho tới bây giờ. Wow, các bạn thấy chặng đường. Vậy là cái nền tảng phải có âm nhạc, phải có ngoại ngữ và phải có khiêu vũ nữa. Tất cả điều này để tạo thành một nền tảng vững chắc để xây dựng thêm một hình tượng Siêu Black như ngày nay. Thưa quý vị, đôi mắt Pleiku một lần nữa, Siêu Black. Vỗ tay mạnh lên. Đầu tiên là các bạn phải lắc tay nhá. Trái tim tôi muốn vỡ tan rồi, không dám nhìn vào đôi mắt đây, đôi mắt thấy cứ biển hồ đây. Có hàng thông xanh trong đôi mắt em, có dòng xe sang trong đôi mắt em, có hương rượu cần say men say men, có ngọn lửa nào đáng nhen. Trái tim và bây giờ ca khúc đôi mắt Pleiku. Dự thi của đội bánh mật. Bánh mật. Vâng, quả là hết mình như Siêu Black. Thưa quý vị, và bây giờ tiếp tục sẽ là đội Phục Hưng, đội Mark Pleiku và Phục Hưng biểu diễn.
Thưa quý vị, một không khí thật là khác thường bởi vì một tình cảm rất là nồng nhiệt của Siêu đã thổi vào trong các thí sinh của chúng ta, tạo nên một điều mà tôi nghĩ rằng bình thường các bạn khó lòng có thể diễn được như vậy. Xin mời bạn có đôi lời nhận xét về hai đội của chúng tôi, đội Bánh Mật và đội Phục Hưng. Trước tiên là chị xin nói cái chung ở đây là các bạn đều thể hiện được một bài hát một cách khác nhau, cả hai bên đều có một cái lửa riêng. Tuy nhiên về phần Bánh Mật á, thì là các em á, hát đúng bài đúng lời, nhưng mà mấy em chưa có sáng tạo nhiều. Nhưng mà cũng chúc mừng các em. Và các em bên Phục Hưng á, các em hát, nhưng mà nếu như thường hát em để ý nhá, lời không được sai. Nói chung là em có sáng tạo và em đương nhiên là khi mà trai hát bài hát này á, nam á, hát bài hát này á, thì phải máu hơn nữ rồi. Thì các em á, lại có cái phần độ máu hơn mà hát, nhưng mà có cái là lời bị sai. Thế nên là ở đây không biết là chấm điểm như thế nào anh? 60 thành viên sẽ quyết định thôi. Thế à? Thế thì tùy các bạn vậy. Vâng, một tràng pháo tay nồng nhiệt, Siêu Black và Hội Ngộ Bất Ngờ. Thưa quý vị và các bạn, và bây giờ xin mời 60 thành viên cầm bàn phím lên và bắt đầu. Bên chọn, xin mời. Đội Bánh Mật trước đây dẫn đầu với 66 điểm. Trong vòng thi này, 25 điểm. Chúc mừng! Đội Phục Hưng trước đây 54 điểm. Trong vòng thi này, 35 điểm. Chúc mừng! Chúng ta vừa hoàn thành vòng thi thử tài biểu diễn. Xin cảm ơn sự chú ý của quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày tốt nghiệp tại nhà máy. Đây là thời điểm những tài năng trẻ bước vào thế giới rộng lớn, bao la. Bạn sẽ làm gì trước tiên? Mình sẽ truyền cảm hứng cho các bạn nhỏ là một bài thiên văn học hoành tráng chưa từng có. Thêm vào đó là những đoạn phim hấp dẫn về sao chổi và sao băng. Con bán. Mình sẽ du hành đến các vì sao qua những bộ phim khoa học diễn tưởng kỳ thú. Khả năng của chúng ta là vô tận. Nhắn tin cho mình nha. Bộ vi xử lý Intel Core 2 Duo. Đó là sự khác biệt giữa máy tính tốt và máy tính tuyệt vời. Chào mừng quý vị các bạn đang đến với trò chơi dân gian Ô Ăn Quan. Thưa quý vị, luật chơi của trò chơi Ô Ăn Quan như sau. Mỗi đội có 25 quân và 1 quan. Một quan tương đương với 10 quân. Thời gian vòng chơi này là 7 phút. Cuối cùng tổng kết số quân và số quan, đội nào nhiều hơn sẽ là đội chiến thắng. Chiến thắng vòng thi này sẽ được 30 điểm, tương đương với tiền thưởng 1 triệu đồng. Suy nghĩ trước khi xuất phát, thời gian là 10 giây. Thưa quý vị, và tổng kết 3 vòng thi trước đây, bây giờ đội nào có số điểm cao hơn sẽ có quyền ưu tiên xuất phát. Xin mời đội Bánh Mật. Đội Bánh Mật xuất phát từ hố A3 và đi về cánh phải. Hey. Tiếp tục từ hố B3 đi tiếp. Đưa cho hai quân, đưa cho quan đỏ. Tiếp tục đưa cho hai quân còn lại cho B. Hey. A3 là ô trống ăn toàn bộ số cờ của A2. Chúc mừng. Xin mời đội B đi từ ô B4 về cánh trái. Đưa cho ba quân, đưa cho quan xanh. Tiếp tục đưa cho những quân còn lại. Hey, hop. A3 là ô trống ăn toàn bộ số cờ của A4. Chúc mừng. Tiếp tục. Tập
hay hấp. A 4 vô trống an toàn, bộ cờ A 5 chúc mừng. Tiếp tục mời đội B xuất phát. Xuất phát từ hồ B 1 và đi về cánh phải đưa cho quân. Đưa cho quang xanh. Đưa tiếp tục cho các quân còn lại. Tiếp tục đi từ hộ B5. Đấy lên. Hey, hop. Tiếp tục đi từ ô A2. Hop. Đi từ ô A4. Ô 1 2 lên ăn đây. Ở đây nè, cái này có đi 1 2 và ô A5 là ô quang dừng lại không đi được. Xin mời tiếp tục. 1 2 đi vô này lên phải. Đi từ ô A5 xin mời. Hey, hop. An toàn bộ số cờ vì A2 là ô cao kia. Tiếp tục xin mời đội B. Thằng đó lên, thằng đó nữa. Nó đi vòng qua. Một đống luôn á, một đống. Đống bự đi vòng qua. Ừ, cái đống đó luôn đi. B2, đúng rồi. B2 á. B2, B2. B2 ở đây. B2, B2. B2. Đi ngược gì đây? Đi ngược gì? B2 đi về cánh trái. B2 quy về cánh phải. Tiếp tục. Quang. Đưa vô các quân còn lại. Hey. Chúc mừng gan được quang xanh và cơ. Quang. Tiếp tục xin mời đội A. Đi nhiều nhất hả? Đi từ ô A3. Đưa cho hai lính cắm vào ô quang. Và tiếp tục đưa cho hai lính còn lại. Hey, hấp. Tiếp tục đi từ ô B3. Có ba lá cờ đưa tiếp. Đưa tiếp cho lính. Đưa tiếp cho quang. Đi tiếp từ ô A5. Hey, hấp. Ăn được hai cờ của ô A2 chúc mừng. Tiếp tục. Đi từ ô B5 xin mời. Đúng rồi, đúng rồi. Đưa. Tiếp tục một cờ của ô B2. Cho quân. Rất tiếc phải dừng lại vì đụng ô quang. Xin mời. Đúng rồi. Ăn cờ A4 ăn luôn quang đỏ. Chúc mừng. Ăn luôn cờ ở bên đây. Thưa quý vị, xin mời hai đội trưởng tổng kết số cờ và số quân của mình ạ. Tổng kết của đội A là 33 cờ và một quan. Chúc mừng. Chúng ta cùng xem đội B được bao nhiêu cờ. Đội em là 10 cờ. 10 cờ, một quan. Chúc mừng. Thưa quý vị, như vậy đội A là đội chiến thắng vòng thi này sẽ được hưởng trọn 30 điểm và tiền thưởng 1 triệu đồng. Xin được chúc mừng. Chúng ta vừa kết thúc trò chơi ô an quang. Yeah.
Nam nhi mà, nắng gió chẳng thành vấn đề. Nhưng da mặt thường sạm đen thô ráp. Kem sáng da Nivea cho nam mới với 5 tác động. Cho nam giới làn da luôn sáng khỏe. Bộ sản phẩm sáng da Nivea cho nam mới. Quý vị các bạn đang đến với vòng thi ăn khế trả vàng của chương trình Hội ngộ bất ngờ. Quý vị các bạn thân mến, xin được tổng kết số điểm và số tiền thưởng của hai đội cho đến chặng thi này. Đội A 121 điểm, tương đương với tiền thưởng 4.030.000 đồng. Đội B với 89 điểm, tiền thưởng là 2.970.000 đồng. Chúc mừng. Thưa quý vị, và đội cao điểm hơn là đội bánh mật sẽ có cơ hội bước vào vòng thi đặc biệt. Các bạn sẽ chọn một trong năm quả khế vàng mà giá trị của nó bên trong từ 1 triệu cho đến 5 triệu đồng. Làm thế nào để có thể hưởng trọn số tiền trong quả khế vàng? Nếu như các bạn đáp đúng câu đố của vòng thi này. Và bây giờ xin mời đại diện của đội A chọn khế vàng. Ở giữa anh biết sao? Chị dưới đi. Cái đó đi. Em bên kia đi. Em. Vậy đi anh quyết định đi. Rồi quyết định cái đó đi. Thôi quyết định cái kia đi. Thôi đừng nghe đi chơi. Chính cung. Cái không phải không thế. À, bà không hát cái định sao phải không à? Rồi để tôi giúp giùm. Cái nào? Trái trên cùng ha, quyết định cuối cùng nha. Rồi, trời ơi, cao dữ. Mời em để đây. Thời gian để suy nghĩ là 60 giây sau câu hỏi. Câu hỏi vòng thi đặc biệt như sau. Năm con năm đầu chung nhau hai mắt, gan nằm sát đất, đi đâu cùng đi. Đố là năm đầu chung nhau hai mắt, gan nằm sát đất, đi đâu cùng đi. 60 giây bắt đầu. Xin mời đáp án của đội A. Dạ, đáp án của đội A là bàn chân ạ. Năm con năm đầu chung nhau hai mắt. Hai mắt là mắt gì ạ? Là mắt cá ạ. Gan nằm sát đất, đi đâu cùng đi bằng chân là đáp án chính xác. Xin mời năm thành viên đến đây khám phá số tiền trong quả khế. Mời hai đội bước lên phía trước. Thưa quý vị, chương trình Hội ngộ bất ngờ cho đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Kiết Tường thực hiện, được sự tài trợ của nhãn hàng Diana đến đây đã kết thúc. Xin gửi những phần quà của nhà tài trợ đến hai đội. So
sóng sẽ thêm gửi bạn bè từ khắp nơi nơi quay về chào đón trong ngày vui thiết tha. Đừng ngại ngùng chi nữa ai ơi, hòa mình cùng vui xuân hôm nay. Cùng đời tuổi trẻ chúng ta luôn nhiều mơ ước tương lai thêm sáng ngời. Anh nhìn ngắm khắp nơi đây, bạn bè đến qua đông buồn. Xuân sáng nơi hát tin ta cùng đại nhịp trong từng bước thật tích vui. Để bao giữa xưa lung linh, nào cùng tất tin ta bạn, nào cùng nhau hay vui trong lần đất nước ta quen nhiều bạn bè. Ôi mùa mang đến bất ngờ. Dòng chung kết cuộc thi chuông vàng giọng cổ 2007 đã bước sang tuần lễ thứ hai. Với các trích đoạn cải lương nổi tiếng, các thí sinh được tạo điều kiện để tỏ rõ khả năng ca diễn đồng đều, khả năng có thể đứng độc lập trên sàn diễn chuyên nghiệp.